来，熄灯了，熄灯，熄灯，熄灯，熄灯来。भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संगं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संगं शरणं गच्छामि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धर्मानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व सङ्गानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते तुहि राम Thank you.
저는 전세 여고 왔습니다. लेने से पहले जरूर नमो बुद्धाय बोलो क्या बोलेगा वहाँ पर चलो तेर के पास जाने से नमो बुद्धाय सबको नमो बुद्धा बोलना फिर उठी 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 नहीं बोल रहा बोल बोल रहा नमो नमो बोल रहा है यहाँ अब मुझसे
He will give to his mom to make a diary maintenance with his father. Like, तुम लोग नमो बुद्धा का नहीं बोलता है? Yeah. If we pray, we have to give it to God. तुम लोग नमो बुद्धा नहीं आता बोले? जाओ पीछे से निकल जाओ पीछे से. अरे नमो बुद्धा तुम लोग बोलता का नहीं है? नमो बुद्धा बोलते जाओ नमो बुद्धा बोलते जाओ नमो बुद्धा बोला नमो बुद्धा बोलते जाओ नमो बुद्धा बोलते जाओ सीधा निकलते जाओ सीधा पीछे क्या बोलेगा तुम लोग Thank you.
किताब Tuổi trẻ em như bình minh
trời tươi sáng, tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa, tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà, thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như bình minh một trời tươi sáng, tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng buổi sáng nay em về với hoa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa, tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà, thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính giác xa mê ta. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa, tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà, thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Gieo hạt giống tương lai gặt hoa trái, hôm nay ý nghĩ lành miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngay bóng thăng ngày. Hôm nay ý sâu miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó, thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Giống lành chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quá an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi,
ươm hạt giống lành, chăm sóc và giữ nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau. Gieo hạt giống tương lai gặt hoa trái, hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày, hôm nay ý sâu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó, thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Ngày nay ta quyết định hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi.